Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay lại muốn giới thiệu với các anh chị một ngôi nhà, một trệt, một lầu và một tum tọa lạc cách thành phố Nha Trang chỉ tầm 4 phút di chuyển và cách biển thì chỉ tầm 7 phút di chuyển thôi. Và ngôi nhà này thì tọa lạc tại khu đô thị Mỹ Gia nha các anh chị. Đó, và trong một cái khu đô thị thì hạ tầng nè cũng như là cây xanh và nhà cửa thì rất là đồng bộ và rất là đẹp luôn. Thì mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan vị trí cũng như là thiết kế của ngôi nhà này như thế nào nhé. Và các anh chị có thể thấy là đầu tiên đây là cái con đường dẫn vào ngôi nhà của chúng ta ha. Thì cái con đường này có hiện trạng rộng là 14 mét nha các anh chị và đã có cây xanh nè. Và xung quanh đây thì nhà ở khá là đông đúc luôn và nhà ở trong khu đô thị thì được xây theo một cái mẫu khá là đồng bộ. Về mặt thẩm mỹ thì rất được đảm bảo khá là cao các anh chị và an ninh thì cũng khá là tốt luôn. Đó, và ở phía trước nhà thì có một cái khoảng vỉa hè ha. Thì rất là rộng rãi để các anh chị có thể... Đây, phía trước có cây xanh rất là mát mẻ và ô tô thì chúng ta có thể đậu được trước nhà luôn. Đó, đó là cái ưu điểm của cái căn nhà này. Và đi vào đây thì cổng thì chúng ta cũng đã được rào chắn cẩn thận nè. Đó, phía trên có những cái song sắt để bảo vệ an toàn cho chúng ta ha. Thì lại thấy là khu đô thị thì an ninh của nó khá là tốt nha. Tại vì mỗi khi vào cổng thì đều có bảo vệ hết. Nhưng mà chủ thì vẫn kỹ tính hơn nên vẫn muốn làm những cái này thì để an toàn hơn. Và với cái khoảng sân này thì chúng ta sẽ đậu được khá là nhiều xe máy nha các anh chị. Đó, rất là nhiều luôn, bởi vì là thấy cái sân này chúng ta đậu ô tô cũng được. Nhưng mà với cái khu đô thị này thì các anh chị có thể đậu ô tô ngay chỗ trước nhà luôn. Và không chiếm rất nhiều diện tích ha. Đó, ở phía trước này thì nếu mà các anh chị thích thì có thể trồng thêm những cái chậu hoa, giúp cho cái không khí của ngôi nhà nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Đó, và đi vào với ngôi nhà thì đầu tiên anh chị thấy là cửa của ngôi nhà thì được làm từ chất liệu là nhôm sinh pha các anh chị. Đó, rất là thẩm mỹ và rất là cao cấp các anh chị. Đó, và đi vào với ngôi nhà thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái khoảng phòng khách ha. Đó, phòng khách thì có một cái bộ bàn ghế gỗ rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp và rất là nhiều năm tuổi các anh chị. Đó, tất cả các nội thất trong ngôi nhà này thì đều được để lại cho các anh chị nha. Đó, trần nhà thì được thiết kế la phong nè, tầng với những đèn tròn nè, đó, tranh ảnh ở trong phòng khách giúp cho cái căn phòng của chúng ta nó khá là đẹp. Đó, và phía dưới này thì chúng ta sẽ có một không gian của phòng bếp các anh chị. Đó, thì lại thấy là trên tường chủ treo cũng khá là nhiều tranh nè, khá là đẹp luôn á. Và gian bếp của chúng ta ha, lại thấy là khá là rộng rãi. Đây, để lại bật điện lên ha. Đó, đây là cái gian bếp của chúng ta này các anh chị có thể thấy là gian bếp rất là rộng luôn ha. Và có rất là nhiều ngăn tủ để các anh chị có thể tận dụng để được những cái đồ bếp. Và đã có bàn ăn cho chúng ta luôn rồi nè, đó, bàn ăn gỗ. Hầu như tất cả các nội thất trong nhà thì đều là gỗ hết ha. Ở phía dưới này thì có một ưu điểm, đó chính là có một cái phòng ngủ khá là rộng. Và có luôn nhà vệ sinh trong phòng này các anh chị, đó, có cửa mở để ra nhà vệ sinh nè. Thì hiện tại là phòng này là chủ vẫn đang ở nên Lệ chỉ quay sơ một vòng cho các anh chị xem qua thôi ha. Máy lạnh rồi hay là nội thất thì chủ đều để lại cho các anh chị hết ạ. Và ở phía sau nè, Lệ thấy rất là đẹp bởi vì ở phía sau chừa lại một cái khoảng không nè. Lúc nào ở trong khu đô thị thì nó cũng sẽ có cái mật độ xây dựng hết các anh chị. Chúng ta sẽ không xây full, vì vậy nên khúc sau á chúng ta sẽ được tận dụng để mà làm cái giếng trời hoặc là những cái ánh sáng tự nhiên nè, để khúc sau thì chủ đang trồng rất là nhiều hoa lan nè cũng như là những cây xanh ha. Đó, và phía đây thì là nhà vệ sinh thông ra với cái phòng ngủ của chúng ta các anh chị. Đó, nhà vệ sinh này thì thông với cái phòng ngủ vừa rồi là nói á. Đó, ở góc này thì đặt máy giặt hoặc là phơi đồ ở góc này. Đó, và mời các anh chị cùng đi lên với tầng 2 ha. Cầu thang của ngôi nhà thì được thiết kế khá là chắc chắn nè, với tay cầm bằng gỗ và kính nè các anh chị. Đó, cái bậc thang thì khá là êm và không quá cao ha. Gia đình chúng ta có con nhỏ thì không có vấn đề gì mà không còn phải lo lắng, bởi vì là thấy là cái cầu thang này đi cũng khá là êm. Và ở trên này thì chúng ta sẽ có thêm hai phòng ngủ nè các anh chị, và mỗi phòng có một ưu điểm, đó chính là đều có nhà vệ sinh trong phòng luôn. Đó, mời các anh chị đi khám phá căn phòng đầu tiên của tầng 2 ha. Đó, phòng này thì có ban công luôn các anh chị. Các anh chị có thể thấy là với một cái chiếc phòng rộng như thế này thì gia chủ đặt cái giường nè, bàn làm việc nè. Đó, trước đây là ban công có trồng cây, tủ quần áo, rất là nhiều thứ luôn ha. Tại hiện tại lại quay là trời là cũng đã là
12 giờ trưa rồi các anh chị, nên trời nó hơi nắng, và cái hướng của chúng ta đó là cái ngôi nhà của chúng ta là hướng chính tây nha các anh chị. Và các anh chị có thể thấy là cái view từ ban công của chúng ta ha, xung quanh đều là khá là nhiều nhà ha, được xây dựng rất là đồng bộ cũng như là rất là mỹ quan của khu này thì cực kỳ đẹp luôn á. Đó, các anh chị có thể thấy nè, không khí rất là trong lành, thì là thấy là nếu mà các anh chị muốn tìm một ngôi nhà để an cư thì là thấy đây là sẽ là một cái lựa chọn phù hợp ha. Với cái tổng diện tích của ngôi nhà này là 100 mét vuông, ngang là 5 mét và dài là 20, và là thấy là chủ thiết kế cũng khá là tối ưu diện tích. Đó. Phía bên này thì giờ sẽ có thêm một cái phòng ngủ này các anh chị. Tất cả các phòng ngủ thì đều có cửa sổ lấy được cái ánh sáng tự nhiên rất là thoáng đó các anh chị, đi vào cái ngôi nhà rất là thoáng luôn đó. Các anh chị có thể thấy là phòng này khá là rộng ha. Đó, phía bên này có phòng nè, có nhà vệ sinh nè, cửa sổ nè, đó rất là sáng luôn á các anh chị. Đó, tủ lại thấy là với cái chiếc phòng ngủ như thế này thì khá là rộng, cũng có thể là cho đây là phòng ngủ master cho căn phòng luôn á các anh chị, cho ngôi nhà luôn á các anh chị. Đó, và mời các anh chị cùng đi lên tầng 3 ha. Và với cái pháp lý của ngôi nhà này thì hiện tại ở khu đô thị này thì là pháp lý của nó là hợp đồng mua bán nha các anh chị, và đã có sổ riêng của cái ngôi này luôn rồi, nhưng mà đó là vẫn còn đứng tên của chủ đầu tư Thái Hưng đó. Sau này thì sẽ nghiệm thu và sẽ gắn tài sản cũng như là cấp sổ cho các anh chị. Và ở khu vực này thì sẽ có một cái khu vực phòng thờ riêng biệt cho cái ngôi nhà để giúp cho cái phòng thờ của chúng ta nó sẽ trang trọng hơn. Đó, phòng thờ thì được thiết kế là ở một góc này thì là thấy diện tích cũng vừa phải. Và có hệ thống cửa là cửa nhôm kính sinh pha này các anh chị, nên ánh sáng đi vào rất là sáng luôn. Và nếu các anh chị không thích thì chúng ta có thể kéo rèm lại như thế này. Đó, và phía ngoài đây thì sẽ là một cái ban công nè. Đó, ban công thì hiện tại là chủ có trồng thêm những cái cây này các anh chị. Đó. Ban công chúng ta có thể trồng cây hoặc là để thêm một bộ bàn ghế để buổi tối thì ngồi đây uống trà và ngắm cảnh thì là thấy cũng khá là tuyệt vời ở các anh chị. Đó. Và đi qua với tới phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa nè. Vậy tổng cộng là ngôi nhà của chúng ta là đến 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ và 4 nhà vệ sinh ha. Đó, lại thấy là ưu điểm mà lại thích nhất đó là phòng ngủ nào cũng rộng và cũng có nhà vệ sinh riêng biệt hết. Đó. Đó chị, đó có thể quay một vòng nè. Tường của chúng ta thì được sơn màu trắng giúp cho cái ngôi nhà nó khang trang hơn, nó rộng rãi hơn và nó không gian nó mở hơn rất là nhiều. Đó, có cửa sổ rộng thoáng. Có nhà vệ sinh riêng biệt luôn ha. Nó đảm bảo được cái sự riêng tư của chúng ta. Và phía bên này thì sẽ là khu vực của nhà giặt và sân phơi. Đó. Hoặc là nếu anh chị nào có máy sấy rồi thì không cần phải làm, thì sẽ thay đổi cái khu vực này thành những cái nơi mà để trồng hoa thì lại thấy khá là đẹp ha. Và cái ngôi nhà mà lại giới thiệu trong video hôm nay thì ngôi nhà này là thuộc gói 5 của khu đô thị Mỹ Gia nha các anh chị, thì nó là thuộc chủ đầu tư Thái Hưng đó. Và hợp đồng pháp lý của chúng ta thì hiện tại là hợp đồng mua bán và sổ thì là sổ của chủ đầu tư. Hiện tại thì ngôi nhà này là chủ đang mong muốn bán với mức giá là 5 tỷ rưỡi nha các anh chị. Đó thì là thấy là khá là phù hợp, bởi vì đất ở trong gói Mỹ Gia hiện tại bây giờ là cũng đã là 33 tới 37, 38 đối với những cái lô đường thông đẹp. Đó thì là thấy là với chi phí xây dựng thêm một ngôi nhà một trệt hai lầu như thế này nữa và nội thất đầy đủ nữa thì cái số tiền nó cũng có thể là vượt quá hơn rồi. Nhưng mà cái lợi thế là nhà này xây dựng vẫn còn khá là mới và kiên cố, vẫn sẽ là một cái lựa chọn tốt cho quý anh chị. Vâng, và cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Lệ hôm nay. Nếu các anh chị quan tâm ngôi nhà này thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và nếu các anh chị mình có bất động sản cần thanh khoản thì hãy cứ gửi cho Lệ, Lệ sẽ review và giúp các anh chị thanh khoản nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video.